Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ nha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama và nó có tên riêng là MBS 320 nha các bạn. Cây MBS 320 này nó có cái nòng là 38 ly và dung tích xi lanh nó là 32cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn. 38 ly 32cc ha. Dòng máy Maruyama nắp xăng kính nha các bạn. Xăng kính có lỗ thông hơi riêng ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt ha. Xăng 1 lít, nhớt 50cc nha các bạn. 50cc trở lên, 50cc là thấp nhất á. Cái Maruyama MBS 320 này nó có cái nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ nha các bạn. Nhưng mình đã nói nhiều lần rồi đó, dòng Maruyama đầu từ đời ông cho đến đời cha, đời con, đời cháu, đời chích gì nó cũng xài chế quạt khí quanh rồ hết các bạn. Do đó nó dòng máy Maruyama nó rất là dễ sử dụng ha, rất là bền bỉ và nó rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Cây Maruyama này nó có made in Japan trong lốc nha các bạn. Ở phía trong này nè, các bạn về trải nghiệm nha. Nó hơi tối không có thấy. Máy rất là chuẩn luôn ha. Nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn. Chụp giật thường. Nó chụp giật siêu bền các bạn. Rất là bền, các bạn quan sát nào. Nguyên zin nguyên bản ha. Thay buji còn trắng tinh luôn. Máy hàng bãi mà còn rất là đẹp các bạn. Hàng Nhật bãi ha. Bộ lửa nó các bạn. Maruyama này ha. Nó chạy một cái tùm rời ha. Như ga ba tép. Tay nắm của Maruyama rất là bền bỉ ha. Móc dây đeo đây ha. Dây đeo. Tay nắm phía trái nè, cùm nè. Tay nắm phía phải nè. Rất là đẹp, mọi chi tiết đều rất là đẹp ha. Maruyama. Cái cắn cỏ nè, cắn cỏ rất là ngon ha, rất là dày. Này nó đánh cước, đập vô có thẹo nhưng mà không sao các bạn, nó không có bị nứt ha. Rất là dẻo luôn, không có hề gì hết. Cùi nè, cùi rất là to nha, có siêu chống dính cỏ, chén ấp ngược từ dưới lên vô hiệu quá cỏ ha. Cái này là lỗ chốt ha các bạn. Các bạn ghim cây ba ly vào, các bạn xoay nó sẽ sụp cái lỗ chốt giống như mình gài cửa vậy các bạn. Đấy, nó lỗ chốt là vậy ha. Ở dưới này nó có chống mài mòn luôn nè ha, rất là ngon. Tổng thể cái máy gì ha các bạn, để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Máy còn rất là đẹp các bạn, trắng tinh luôn ha. Rồi, đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, quanh rồ bơm xăng phía dưới ha, đóng e ha, e gió sắt ha, e gió bằng sắt rất là bền bỉ ha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng, đóng e, giật nó vài phát thì nó sẽ lên xăng, nó sẽ sạc. Sạc một cái là mình kéo e xuống mình giật tiếp là nó sẽ nổ nha. Nếu các bạn nào lẹ tay kéo e xuống lẹ thì nó có thể chạy luôn đó. Rồi bây giờ mình nổ cho các bạn xem ha. Dòng Maruyama hơi rất là dữ luôn. Thực. Công tắc nó ở trên tay cầm này ha, tay ga, tay cầm với ga ba tép ha, công tắc đây ha, tay ga đây rất là nhẹ luôn ha. Rồi nổ lại nha các bạn, nhấp tua một các bạn ha, các bạn nghe, nó chỉ một vòng tua là nó nổ thôi, rất là nhẹ các bạn.
mình giật là rất là nhẹ luôn. Đó. Hết dây luôn nè các bạn. Và đây mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Mà thấy nó đề ba cái ghê không? Quay tích luôn. Đề ba cái mà nó mạnh vậy đó. Tại vì nó tới 38 ly là các bạn, khỏe lắm luôn. Rất là chậm ngừng nha, rất là trơn tru luôn. Đấy. Mình giới thiệu cây cắt cỏ Maruyama MBS 320 bê tông 38 ly. Đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.